tỏa ngát. Chùa tôi trong nắng mai màu lam bay thứ tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật.
về trong thiên tha. Hôm nay mùa hiếu hạnh, theo mẹ em lễ chùa, nghe thầy kể tích xưa, thương thương mặt ngấn lệ, như mình nằm trong mơ. Mục liên gương ngời sáng, Vu Lan mùa hiếu hạnh, ánh đào vàng thắm cao. Vu Lan mùa hiếu hạnh, em dặn lòng. Bạch quý tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Hôm nay chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2024, trong khung cảnh trang nghiêm chùa Liên Hoa, chúng con trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2568. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý đồng hương nam nữ Phật tử. Vu Lan là ngày của tri ân và báo ân, là dịp để tôn vinh lòng hiếu đạo của con cái đối với cha mẹ và người thân. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần. Mẹ là nước, nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân, mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần. Mẹ là nước, nước nguồn vô tận, cuộc đời mẹ chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay chiêm ngưỡng ơn người, con nhiệt tâm nuôi con lớn mới hiểu lòng cha mẹ. Đừng nói phải chi quá trễ rồi, chiếc bóng thời gian nào chởn chảy ngược, dòng đời gõ nhịp chẳng ngừng trôi. Xin mời quý vị lắng nghe hoài niệm Vu Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Một Kỳ Liên Bồ Tát. Con thành tâm kính bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Con kính thưa những bậc cha mẹ hiện diện trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể hội chúng, trung nguyên ngày hội vòng Vu Lan, bến dép chiều thu ảnh đạo vàng,
những ai là kẻ mang ơn nào đều vẫn lòng thành đón đưa lên. Gió thu hiu hiu thổi trong một buổi bình yên sớm mai, báo hiệu cho hàng Phật tử chúng con mùa Vu Lan Thánh Hồi đã trở về. Hàng triệu trái tim những người con Phật dâng trào bao niềm xúc động vô biên khi chúng con tưởng nhớ về công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ, của cha. Bởi chúng con luôn mang theo bên mình hình bóng của hai đấng sinh thành trong mỗi nụ cười và hơi thở. Vợ trong con có tài năng, đức độ và lòng kiên nhẫn của cha mẹ. Cha mẹ là người đầu tiên cho con và dạy con bài học về tình yêu thương vô điều kiện. Và tình thương ấy đã trở thành lá chắn âm thầm bảo vệ con trước những chông gai cuộc đời. Mẹ, cha có nghĩa là cho đi không bao giờ đòi lại. Mẹ thương con bằng cả trái tim từ ái bao dung. Nhưng chính sự nghiêm khắc của mẹ là động lực cho con luôn mạnh mẽ và xây dựng bản lĩnh trong con. Cha con chịu thương, chịu khó. Con nghĩ chính sự kiên nhẫn và điềm đạm nơi cha đã xây dựng trong con một chất liệu vững chãi khi con đối diện trước những thử thách và cám dỗ. Sự bảo bọc và tình thương yêu của cha mẹ làm con cảm thấy thật dịu dàng, để mỗi khi con đi đâu đó thật xa và trở về bên mâm cơm gia đình, con cảm nhận sâu sắc được rằng nhà chính là nơi chốn bình yên nhất. Khi con được trở về vòng tay của cha mẹ, con được chấp nhận là chính con, và con thấy tình thương cuộc đời trong con lại được đông đầy. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Trên thế gian này, con nghĩ sẽ không có tình thương nào thiêng liêng và cao quý hơn tình thương của cha và mẹ. Và chỉ khi nào chúng con làm cha, làm mẹ, chúng con mới thực sự thấu hiểu và càng trân trọng hơn những gì mình đang có. Nuôi con trúc trà thâm tình, mới hay cha mẹ nuôi mình thế nào. Nhớ ơn chính chữ cù lao, bể sâu khó bì, trời cao khó bì. Con biết cha mẹ đã dằn đi nỗi nhớ con, ủng hộ con tung bay ở những phương trời mới, để con có cơ hội được phát triển ước mơ nơi xứ người, theo đuổi cái gọi là tương lai. Vì con hiểu, không ai lại muốn sống xa gia đình, sống xa con mình cả. Cha mẹ cũng đã từng buồn rất nhiều trước sự vô tình của con, vì đôi khi con mãi chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài, mà quên mất sự có mặt thực sự của mình cho cha mẹ. Con quên mất rằng cha mẹ con từng ngày một yếu đi, và thời gian con được ở bên cha mẹ ngày càng ngắn lại. Nhiều khi con ước phải chi con bé lại, mà cha mẹ thì chẳng già đi, để con sẽ sống ngoan hơn, nghe lời hơn và có cơ hội được ơn cha mẹ nhiều hơn. Con sẽ không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có bao giờ trở lại. Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng theo tuổi mẹ già nua. Hôm nay thật vui vì chúng con được về chùa, cảm nhận tình yêu thương tròn vẹn của một mùa Vu Lan cứu hạnh. Chúng con xin lạy xuống cha, lạy xuống mẹ, hai vị đại ẩn Bồ Tát của đời con. Con dễ mở lòng cảm ơn người khác, nhưng ngược lại nói lời cảm ơn cha mẹ. Nên hôm nay, cho con xin phép nói lời cảm ơn. Cảm ơn cha mẹ vì những điều tốt đẹp nhất mà cha mẹ đã hy sinh cho con. Cho con được sống và phát triển trong tình thương đông đầy, để con đem tình thương này trải rộng thêm trên mỗi hành trình con bước
con biết ơn cha, biết ơn mẹ, biết ơn vì cha mẹ chính là sự mầu nhiệm của vũ trụ này. Nếu còn mẹ và cha, xin bạn hãy vui lên và hãy tự hào rằng mình vẫn còn một vùng trời bình yên và hạnh phúc. Hãy trân trọng và lân ngược áo nhau một đóa hồng, màu hồng của tình thương yêu thiêng liêng, như màu máu trong tim mà mẹ cha đã dành một cuộc đời hy sinh cho con. Màu hồng ấy như một lời nhắc nhở chúng con rằng con là một sự tiếp nối đẹp của cha, của mẹ. Hoa hồng nhắc con về nguồn cội, nhắc con sống với lòng tri ân và biết ơn sâu sắc, động viên con cố gắng đem bàn tay, đem trái tim để nuôi dưỡng cuộc đời nhiều màu này nhiều hơn. Cài lên đó hoa màu hồng, mong con hãy biết giữ gìn, trân quý, nâng niu tình thương yêu và sự hiện diện của hai đấng sinh thành, và biết rằng mình còn may mắn lắm. Còn nếu bạn đã mất mẹ hoặc cha, xin hãy cài lên ngực áo một đóa hoa màu trắng. Bạn hãy cài và hướng lòng cầu nguyện về cha mẹ mình với tất cả những gì cao cả và thiêng liêng nhất, vì con biết rằng cha mẹ luôn còn đó và có mặt trong con. Nhân mùa vu lan thiêng liêng, nguyện cho tất cả những người con biết suốt đời thương yêu và trân quý tình cảm của cha mẹ. Nguyện cho vô lượng trái tim của cha mẹ được nhường ánh sáng từ bi của chư Phật, để cha mẹ tiếp tục là chỗ nương tựa cho chúng con và tiếp tục truyền cảm hứng tu học đến những người xung quanh cha mẹ. Con thành tâm cầu nguyện cho năm tháng đều trở thành vô lan, cho lời kinh vang vọng tình đời ý đạo, cho trần gian không còn ai làm cha mẹ buồn lòng. Con mang tình thương của cha mẹ đem gieo vào những chỗ tốt tươi. Trong mỗi tế bào, con thấy cha mẹ, nguyện là một sự tiếp nối đẹp cho cuộc đời. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Ánh đuốc trong đêm lạc lối. Mẹ, mẹ là non mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng con kính đề đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chúc quý ngài một mùa vu lan pháp thể khinh an, Phật sự chống viên thành. Chúng tôi kính chào đón tất cả quý vị Phật tử thân thương. Dù đường xá xa xôi, quý vị thương chùa Liên Hoa, thương thầy trụ trì,
mà có mặt tại nơi đây một ngày đẹp trời, ngày rằm tháng 7, ngày hiếu hạnh. Kính gửi đến tất cả quý vị một năng lượng thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc trong ngày đại lễ Vu Lan năm nay tại chùa Liên Hoa. Lần đầu tiên Quảng Thiên có mặt tại chùa Liên Hoa, thành phố Rochester, tiểu bang Minnesota. Và từ lúc có mặt tới bây giờ trong lòng rất là vui, rất là hân hoan. Nhân cơ hội ngày lễ Vu Lan, Quảng Thiên mới gặp lại được quý chư tông đức tăng ni từ khắp các tiểu bang về đây tham dự. Đó là một cái niềm rất là vui. Quý vị có thấy điều đó không ạ? Một tràng pháo tay để cùng đón tất cả quý chư tông đức tăng ni có mặt hôm nay từ khắp các tiểu bang về đây. Cái điều thứ nữa là Quảng Thiên rất là ngưỡng mộ các cô chú anh chị đã dạy cho các em con cháu của chúng ta sinh ra ở tại đất nước này. Các em không có biết nói tiếng Việt mà các em nghe được nhạc Việt, nghe được bài lòng mẹ, và các em đi theo nhịp và các em múa và dâng hoa cúng dường cho ngày đại lễ Vu Lan. Một tràng pháo tay cho tất cả các em cũng như các phụ huynh đã hướng con mình về đạo Phật, về đất nước Việt Nam, tiếng nói Việt Nam. Và trong cái ngày đại lễ Vu Lan, các em biết dân hoa cúng dường, đó là một cái điều rất là quý. Ba mẹ ông bà biết hướng con mình về một cái đạo giải thoát, đạo mà Đức Phật đã dạy công chỉ dạy cho chúng ta. Hôm nay nhân ngày đại lễ Vu Lan và cái ngày mà báo ơn cha mẹ, thì cả hai điều chúng ta trước hết là phải là một con người, mình phải biết tri ân, và kế đó thì mình báo ơn. Dù cho trong cuộc đời chúng ta chưa có báo ân được ba mẹ điều gì, nhưng mà mình phải biết tri ân. Là nhờ ba mẹ mà mình mới có được cái thân thể ngày hôm nay. Cảm ơn cuộc đời này, cảm ơn ba mẹ đã cho con có mặt trong cuộc đời này. Đó là một cái điều rất là kỳ diệu. Làm gì làm chúng ta phải tri ân trước. Tri ân ba mẹ. Và cái niềm hạnh phúc nữa thì những người còn có mẹ trên cõi đời này là một cái điều rất rất là hạnh phúc. Mẹ hiền thương con như trái tim mình, con như hơi thở như mặt trời lên. Thương con mẹ thở, thương con mẹ cười. Mẹ cười cho con và mẹ thở cho con. Bởi vì trong con có mẹ và trong mẹ có con. Hơi thở của con có mặt của mẹ. Dòng máu con đang chảy là dòng máu của mẹ. Cho nên trong mẹ có con và trong con có mẹ. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc đời này. Cánh cò cổng nắng cổng mưa, còn mẹ tôi thì cộng cả bốn mùa gió sương. Ví mà tôi có đổi thời gian được, tôi đổi cả thiên thu để mua được tiếng mẹ cười. Một ngày nào đó mẹ mình không còn nữa thì mình có mong mỏi tìm được nụ cười của mẹ thì cũng không còn nữa. Mình đổi cả thiên thu này để mua lại được tiếng mẹ cười thì cũng đã muộn rồi. Cho nên người nào còn có mẹ hiện hữu trên cõi đời này là một hạnh phúc rất rất lớn, rất lớn.
Hôm nay nhân ngày đại lễ Vu Lan, tất cả quý vị đã dành hết thời gian quý báu, đường xá xa xôi mà về lại tu viện, về lại cái chùa Liên Trì để cùng chư tôn đức tăng ni tưởng niệm về cái ngày của mẹ. Và một cái tu viện rất là đẹp và rất là nghệ thuật, phải không quý vị? Dưới nhiều bàn tay khéo léo của thầy trụ trì, ở đây có hai vị thầy rất là dễ thương, đó là Thượng Tọa Đức Thành và trụ trì chùa Liên Trì. Bên cạnh đó có một người luôn luôn bên cạnh để mà phụ tá cho thầy, đó là Liên Hoa. Yeah, sorry, tại vì thầy ở Liên Trì cho nên cái nói cái nó vấp Liên Trì. Đây là Liên Hoa, bởi vì nó cùng có một chữ Liên. Liên Hoa.